Tại tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng thành phố Hạ Long đang điều tra làm rõ vụ nam thanh niên nhảy cầu tự tử nhưng may mắn được người dân cứu sống. Một nam thanh niên đi lên cầu Bãi Cháy đúng một lúc rồi bất ngờ leo qua lan can cầu và nhảy xuống sông. Phát hiện vụ việc, một người dân đang thả lưới gần đó đã nhanh chóng đến ứng cứu. Nam thanh niên sau đó được giao cho lực lượng chức năng chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Công an đã có mặt và ghi nhận hiện trường, lấy lời khai một số người có liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.